Đỗ Quốc Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 2017. Thành Luân chúng tôi trân trọng giới thiệu quý vị một tuyệt phẩm đẳng cấp đỉnh cao nhất từ trước nay của Đỗ Quốc Thành Luân chúng tôi. Bộ bàn ghế có tên gọi là bộ nghê đỉnh. Đây, nghê bảo đỉnh bằng gỗ hương đỏ của Lào. Hàng này là hàng khủng, hàng do những nghệ nhân gốc nghề thực hiện. Và những cái đường nét đục chạm cũng như là chất liệu gỗ, để chúng tôi sẽ bây giờ đi chúng cách cùng bớt ra độ khoảng một chút thời gian để cùng mấy đồ gỗ Thành Luân tôi đi sâu vào đường nét chi tiết của bộ bàn ghế đẳng cấp và đỉnh cao này. Đây, trên mình quý vị đang thấy là bộ bàn ghế nghê bảo đỉnh bằng gỗ hương đỏ của Lào và Gia Lai, hàng đỉnh cao và đẳng cấp. Chúng tôi khẳng định cái sản phẩm này là mang thương hiệu độc quyền của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Đó, Thành Luân chúng tôi luôn luôn cho ra các cái mắt, các cái mẫu mới và mẫu trên thị trường chưa có. Đó, và chúng tôi luôn luôn đi về các cái sản phẩm độc quyền và thương hiệu. Khách nào có nhu cầu sở hữu cái bộ sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao này có thể liên hệ trực tiếp với Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại ghi trên màn hình đây, là 0967 110389 hoặc là 0972 770888. Và bộ bàn ghế này chúng tôi sẽ quay sơ qua một chút thôi, bởi vì là hiện nay là trên thị trường có rất nhiều các đối tượng hay đi chôm chỉa và lấy các cái mẫu của chúng tôi để đi chào khách hàng, nên là chúng tôi là phải lưu ý, cho nên là chúng tôi quay qua này thôi. Quý khách nào mà có nhu cầu thực sự đích thực thì hãy phải trực tiếp đồ gỗ Thành Luân chúng tôi để xem hàng và cũng như là mục sở thị cái sản phẩm siêu khủng này, siêu VIP của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Tôi xin nhắc lại là Thành Luân luôn luôn đi đầu về các cái mẫu mới, cho ra các cái sản phẩm mới đẳng cấp và đỉnh cao đó. Và hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều các đơn vị đã lấy mẫu của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đó, cho nên là Thành Luân chúng tôi là cho ra cái mẫu nghê bảo đỉnh này là mang thương hiệu độc quyền. Chúng tôi đã đăng ký bản quyền bộ bàn ghế này. Quý khách nào muốn mục sở thị hay là trực tiếp đồ gỗ Thành Luân chúng tôi, và mặt bàn chúng tôi là đục tứ linh, rất chi là đỉnh cao, và những mặt đôn cao cũng vậy. Đây, từ cái đường nét là bộ này chúng tôi vẫn đang để phần thô, chưa cạo lạng, chưa mài giấy giáp. Chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết qua một chút thôi. Đây, ra trên ghế này ngoài nó ánh sáng nó sáng hơn. Đây, toàn bộ đường nét được đục chạm là kinh khủng luôn. Chúng tôi dùng cái từ ngữ không còn cái từ ngữ nào nó để miêu tả được, thì chúng tôi gọi là hàng khủng đỉnh cao, và gỗ được chúng tôi chọn nọc từ A đến Z, không tì vết, không mấu mắt đó, và rất chi là đều màu đó. Để chọn được các bộ gỗ hương mà đều màu này rất chi là khó, cực kỳ là khó luôn. Đây, những cái sản phẩm được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi được chạm thủ công 100% bằng tay. Và nếu quý vị nào mà về đồ gỗ Thành Luân chúng tôi mà phát hiện ra cái bộ bàn ghế này mà đục bằng máy chỗ nào, thì tôi sẽ ngoan, tôi sẽ kính gửi trả lại một bộ ghế này cho khách hàng mà không lấy tiền. Bốn cái vách của bốn chiếc ghế này chúng tôi là đục long ly quy phượng, tức là tứ linh. Đây, đây là cái ghế rồng này, ni này, quy kìa, quy đây, và phượng đây, long ly kỳ phượng. Nó đục chạm rất chi là đỉnh cao và đẳng cấp. Ở trong clip này chúng tôi chỉ giới thiệu sơ qua thôi. Về cái phần yếm dưới này chúng tôi là làm đúng theo cái lối sở trường các bộ đỉnh dòng của gỗ Thành Luân chúng tôi. Ngày hôm nay chúng tôi cho ra mắt bộ bàn ghế nghê bảo đỉnh, hàng đẳng cấp của đỉnh cao, đục chạm tứ diện như nhau, mặt nào cũng đục chạm đỉnh cao đẳng cấp. Về cái thông số kỹ thuật, quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Thành Luân chúng tôi để được biết về cái thông số. Hiện nay về các cái thông số này, rất nhiều các đối tượng, các đơn vị đã lấy các cái thông số của chúng tôi đó để chào đón khách hàng. Nhưng mà thực sự ra những cái sản phẩm mang cái chất độc quyền này thì khó có thể bắt chiếc lắm. Đó, nó chỉ là lơ lớ thôi, để đục chạm cả hai mặt. Thành Luân chúng tôi là luôn luôn đi đầu về các cái mẫu mã mới nhất trên thị trường. Trên thị trường chưa có cái mẫu nào thì là đồ gỗ Thành Luân chúng tôi sẽ cho ra mắt cái mẫu mới nhất.
chúng tôi khẳng định là bàn đôn có ngăn kéo. Đây. Rất là đẳng cấp, đôn chúng tôi cũng đục chặn cả mặt. Rồi, chú Bình ơi, con sâu gió này kia kia. Ừ. Chú xử lý nó cái đó này. Đây. Và đây là chiếc ghế dài. Chúng tôi chỉ quay sơ qua về cái sản phẩm này thôi, bởi vì sản phẩm này là chúng tôi là muốn quý khách đến mục sở thị tận nơi, hoặc là khách hàng nào có nhu cầu thực sự sẽ liên hệ trực tiếp với thành luận chúng tôi. Chúng tôi sẽ cho xem các cái hình ảnh chi tiết và thông số kỹ thuật đó. Đây là tam sư vàn cầu vách ở giữa. Thực sự là một cái ghế dài, cái đoạn này là có ngũ sư cái vách này. Đây, chúng tôi chỉ quay sơ qua này thôi, quý khách nào tinh ý nhìn một cái là biết ngay là hàng đẳng cấp và đỉnh cao như nào. Thành luận chúng tôi cũng không giới thiệu nhiều, bởi vì cái là rất nhiều các đối tượng đã lấy mẫu của chúng tôi để chào quý khách. Đó, thực sự ra thì là nhìn mẫu ảnh làm nó cũng tương tự được, nhưng mà không thể nào có cái giống đặc sắc được. Cho nên là quý khách hàng khi mua hàng nên lưu ý, nhất là các khách hàng ở xa. Các khách hàng ở xa nên lưu ý khi mua hàng phải chọn đúng đơn vị lớn để đặt lòng tin vào. Trên thị trường cũng có rất nhiều các cơ sở đồ gỗ lớn đẳng cấp và đỉnh cao. Video quý vị đang xem được chúng tôi quay trực tiếp tại cơ sở 1 của đồ gỗ Thành Luân, nằm tại khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Tân Dân, thành phố Hà Nội. Và phía bên này là một bộ bàn ăn bằng gỗ chắc đỏ xịn, gồm có 6 ghế một bàn. Quý khách nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp Thành Luân chúng tôi. Đây, chúng tôi sẽ giới thiệu trong cái clip sau. Nhân vật chính trong clip này chính là bộ bàn ghế nghe vào đỉnh gỗ hương đỏ của Lào, hàng VIP siêu khủng, siêu đỉnh cao. Về cái dáng ghế thì không có một cái đơn vị nào làm giống được của chúng tôi. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.